Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là những loại thực phẩm chúng ta không nên nấu chín quá Bởi vì như vậy sẽ gây mất chất ở trên thực tế thì chúng ta đã được biết rằng là thực phẩm thì cần phải nấu chín kỹ để tránh trường hợp là có một số loại thực phẩm khi không chín kỹ sẽ gây ngộ độc và thậm chí là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Nhưng thực ra thì vẫn còn một số loại thực phẩm khi chúng ta chế biến hay chúng ta xào nấu thì không nên nấu quá nhừ hay quá chín kỹ, bởi vì như vậy sẽ mất đi các chất dinh dưỡng, đồng thời là còn tạo ra nhiều chất không tốt cho sức khỏe. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về thực phẩm đầu tiên không nên xào nấu quá kỹ. Cái tên đầu tiên trong danh sách này đó chính là rau xanh. Đối với rau xanh thì chúng ta không nên xào hay là nấu quá kỹ, bởi vì như vậy thì nó sẽ gây mất đi các vitamin cũng như là các khoáng chất cần thiết trong loại thực phẩm này. Rau có nhiều vitamin nhạy cảm với nhiệt, đặc biệt là vitamin C, rất dễ bị oxy hóa ở nhiệt độ cao. Theo tính toán, nếu thời gian đun nấu rau quá dài, lượng vitamin C có trong rau có thể mất đi tới 60%. Cách tốt nhất là để chế biến rau xanh là hấp vừa đủ. Xào qua cũng là một cách tốt nhất để chế biến nhanh món rau. Cho vào lò vi sóng cũng tốt, nhưng hãy nhớ rằng đặt thời gian ngắn để đảm bảo chất dinh dưỡng cũng như độ giòn của rau. Khi nấu rau củ có thể cho thêm một ít giấm, giấm rất có lợi trong việc bảo quản các vitamin. Thứ hai, đó chính là củ cải đường. Đối với củ cải đường thì chúng ta không nên xào nấu chúng ở nhiệt độ quá cao, bởi vì nếu như chúng ta xào nấu ở nhiệt độ quá cao có thể làm mất 20% folate, một trong những hợp chất cần thiết để tạo tế bào hồng cầu. À, cách tốt nhất để chế biến loại củ cải đường này đó chính là chúng ta có thể sử dụng làm salad trộn hoặc là ăn luôn. Thứ ba, đó là dưa chuột. Trong loại quả này thì có chứa nhiều vitamin C và B và rất nhiều dưỡng chất khác tốt cho cơ thể. Và chúng ta thì đã vốn được biết rằng là dưa chuột là một trong những loại quả chúng ta có thể sử dụng trực tiếp hay là sử dụng làm salad, nhưng trên thực tế thì vẫn còn có khá nhiều người sử dụng hay là nấu loại quả này ở nhiệt độ cao và với cách chế biến như vậy có thể làm mất đi nhiều dưỡng chất. Vỏ dưa chuột giàu chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Khi nấu chín thì dưa chuột sẽ giảm đáng kể các chất dinh dưỡng nói trên. Bạn nên ăn dưa chuột tươi thay vì nấu chín. Thêm nữa, nhớ ngâm dưa với nước muối loãng trong một khoảng thời gian nhất định để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ tư đó chính là khoai lang. Như mọi người đều biết trong khoai lang chứa nhiều dưỡng chất và các vitamin cần thiết Thế nên là nhiều người khi sử dụng khoai lang thường có xu hướng là ăn sống loại củ này Nhưng trên thực tế nếu như chúng ta ăn sống thì có thể gây ngộ độc thực phẩm, thậm chí là bị đau bụng Vậy nên việc chế biến sao để khoai lang vừa chín kỹ và lại không mất đi các dưỡng chất cần thiết luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm trong khoai lang chứa nhiều các axit amin, protein và enzyme tiêu hóa. Trong khoai lang sẽ hầu như được giữ nguyên khi chế biến bằng phương pháp luộc và hấp. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng không nên luộc hay hấp khoai lang quá kỹ vì lượng chất dinh dưỡng mất đi. Bạn nên nhớ rằng tuyệt đối không nên ăn khoai lang sống vì như vậy dễ bị tiêu chảy. Nên hạn chế dùng khoai lang vào các món chiên xào vì khi đó các enzyme tiêu hóa sẽ bị phá hủy. Đồng thời protein sẽ kết hợp với dầu mỡ biến thành chất rất khó tiêu hóa dẫn tới đầy bụng và khó tiêu. Cái tên thứ năm trong danh sách này đó chính là thịt rán kỹ. Như chúng ta đều biết rằng với các loại thịt khi được tẩm ướp với những gia vị khác nhau và khi chúng ta rán lên thì có mùi vị khá là thơm ngon. Nhưng nếu chúng ta rán thịt quá kỹ và rán ở nhiệt độ quá cao thì nó sẽ sản sinh ra nhiều chất gây hại cho cơ thể. Rán thịt quá kỹ cũng tạo nên các axit béo chuỗi trans có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch vành và biến protein trong thịt thành acerolin, một chất gây ung thư sẽ khiến protein nạc thành món ăn cực kỳ nhiều calo khi nó được ngâm trong dầu rán. Và cuối cùng, đó chính là khoai tây. Giống như khoai lang, khoai tây là một trong những loại củ được rất nhiều người ưa thích và sử dụng bởi vì trong khoai tây chứa rất nhiều hợp chất và các vitamin. Tuy nhiên, khi chế biến quá kỹ thì khoai tây cũng sẽ mất đi những chất dinh dưỡng này. Trong khoai tây chứa nhiều các vitamin B6, C và D cũng như magie, sắt, beta-carotene Tuy nhiên theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc chiên kỹ hoặc chiên trên chảo nóng là những cách không nên, bởi việc chiên như thế này làm tăng hàm lượng calo của khoai tây. Nhiệt độ cao khi chiên khiến các chất dinh dưỡng bị phá hủy. Vâng, vừa rồi là sáu loại thực phẩm chúng ta không nên chế biến quá kỹ bởi như vậy sẽ làm mất đi thành phần dinh dưỡng trong chúng. Hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang lại cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích cũng như cách là chúng ta chế biến thực phẩm để làm sao không mất đi chất dinh dưỡng có trong chúng. Chúc các bạn có một sức khỏe dồi dào, bình an. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tham khảo thêm các video cùng loại thì hãy truy cập vào danh sách phát bên phía bên tay phải của kiểu anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất. Những video mới nhất có trong siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ.